Hello cô chú anh chị ơi. Hello chị. Xin chào cô bà cô chú. Đây sáng con nay đi chơi. Con đi chơi, sáng nay chuẩn bị đi nữa hả mọi người. Sáng nay lại tiếp tục cuộc hành trình. Nó là đi ra đây ngắm hoa. Mà chưa có ngắm được, chị lên xe đây con, đi lẹ. Má chung. Không, hôm qua chung rồi. Từ ở chỗ Kim ở đây nè, đến những cái ngôi làng đó khoảng 30 phút. Bây giờ sẽ bắt đầu đi hả mọi người. Đi ăn sáng. Sáng ra mới có 9 giờ kém thôi mà nắng quá trời nắng luôn. Bữa nay đáng lẽ là sáng ra đi lúc 8 giờ đó mà cái video của Kim á up lên. Kim hứa với cô chú anh chị là up lên hôm nay, up lên cho mọi người xem. Mà nó tải lâu quá, tới 9 giờ mới đi rồi cô chú anh chị. Tối qua về mệt quá, xong rồi cái tắm rửa rồi cái đọc truyện, đọc sách cho chi nữa là ngủ sớm. Sáng nay 5 giờ là Kim phải dậy Kim làm video, Kim làm không xong luôn đó. Hello Honey. Xin chào cô bà cô chú. Đến nơi nè cô chú anh chị ơi, đây là cái ngôi làng mà nhà Kim muốn đến. Vừa xuống xe là gặp ngay một cái dòng sông, dòng suối vậy nè cô chú anh chị. Suối chảy rì rào, mát lạnh luôn. Nước ở đây trong lắm cô chú anh chị. Đi chơi. Tự nhiên bây giờ không có nắng rồi, cái gió nó hiu hiu á, cái làm mình cảm giác ớn lạnh nè. Ở dưới này giống như những cây bồn bồn á cô chú anh chị, có nhiều lắm nè. Những ngôi nhà lấp ló sau những rặng cây, ngôi nhà lùn. Có cây cầu đi qua mà người ta rào lại rồi, không cho đi hướng này. No fishing, không được câu cá, no entry, không vào lối này luôn. Ở bên đó giống là những cái căn hộ cho thuê hay là nhà hay nhà hàng gì đó đó. Mà rất là yên tĩnh luôn. Rất là vắng yên tĩnh ha. Đi bộ theo dòng sông chứ thấy mát không? Hay lạnh? Đây này cô chú anh chị xem những cái dãy nhà nè. Rất là lùng. Lùng lùng thấp thấp mà. Những cái nhà này cái nóc rất là nhọn ha. Nhọn xuống rất là yên bình luôn cô chú anh chị, nhẹ nhàng dễ sợ luôn, yên tĩnh lắm, không có một bóng người, có mấy người thôi nè, rất là vắng luôn, thưa thớt người, tại vì đây là một ngôi làng nhỏ, làng cổ thì ít có người sinh sống cô chú anh chị. Thường những người mà sống ở trên đây là những người nghỉ hưu, những người lớn tuổi, không có thích ồn ào ha, tại vì ở đây mà người trẻ mà sống ở đây thì sẽ khó tìm được việc làm, sẽ khó phát triển được bản thân. Trẻ em mình nếu như mình đi học ở đây xong rồi lớn lên cũng sẽ đi học chỗ khác thôi, hoặc là đi làm những nơi thành phố lớn. Đây cái nhà này nè, đẹp chưa? Nhiều ghê luôn á, đi trong những ngôi làng này Kim thích gì đâu á. Hoa nhiều nên là cái nhà này lùng dễ sợ, cái cửa này. Honey, the sun by that door that maybe you taller than the door. Một luồng gió đi qua, cảm thấy lạnh lẽo vô cùng luôn. Những cái mái nhà này nè, cô chú anh chị là mái đá đó, Kim thấy nó bằng đá luôn nè mọi người xem. Này, giống như một miếng đá mỏng ha, để lên mái nhà. Bởi vậy mà trường tồn rất là lâu, không có cần sửa chữa. Cái mái đá mà cái tường nhà bằng đá nữa. Đây nè, cái xóm ở trong kia kìa. Ngôi làng Lower Slaughter này đã có người ở trong hơn 1.000 năm hả cô chú anh chị? Theo sách sử ghi lại thì đây là một điền trang của một cảnh sát trưởng ngày xưa. Sở dĩ mà ở đây có cái tên là Lower Slaughter là do nơi đây ngày xưa là một cái vùng ngập nước của chú anh chị, giống như là một cái vùng đầm lầy vậy đó, cho nên đã hình thành tên của ngôi làng như vậy. Ngôi làng này có dân số rất là thấp luôn. Cô chú anh chị có đoán được là ở đây có khoảng bao nhiêu người không mọi người? Năm 2016 thì chỉ có khoảng 236 người thôi. Cho nên là mọi người thấy không, đi ra đường không có người luôn, rất là vắng vẻ.
Ngôi làng này, cái nền kinh tế chính của ngôi làng là du lịch hả cô chú anh chị, kinh doanh du lịch. Người ta cho thuê nhà, những cái nhà, ngôi nhà của người dân đó, nhiều người ta đã di chuyển đến thành phố sống hoặc là làm việc đó, người ta để nhà lại, người ta cho thuê cho khách du lịch, và những có những khách sạn nữa. Cho nên mọi người đi đây thấy không, rất là ít, không có thấy cửa hàng quán và quán cà phê gì luôn. Cái làng này rất là nhỏ, yên bình luôn, không có thấy một cái chỗ nào bán cà phê, bán đồ ăn sáng hết trơn á. Cái này mà đem cái thảm mà đi picnic á, xong rồi cái ăn sáng, đem đồ ăn theo, trải thảm ra ngồi dưới nắng cạnh bờ sông, kế bên cái luống hoa nữa, ăn sáng ha mọi người. Trời, khung cảnh này đẹp quá. Chi với ba đi trước kìa, quay phim đây. Khung cảnh này đẹp cho mọi người, như trong mơ luôn á, như trong bức tranh luôn, là đẹp để sợ luôn nè. Đẹp quá chưa. Ở đây có một cái nhà thờ nè chú anh chị. Ở bên anh là đi tới những ngôi làng nào đều cũng có nhà thờ ha. Tới nơi rồi ông bà cô chú ơi, sẽ đến đây ăn sáng ha mọi người. Cái làng này hôm qua Kim đã đi rồi nè, nhưng mà hôm nay buổi sáng á vẫn chưa có đông lắm cô chú anh chị. Sẽ kiếm chỗ ăn sáng xong rồi cái mình đi chơi tiếp ha. Anh Chi là thấy mẹ, thấy mẹ đóng thùng, bây giờ bỏ áo vô thùng, hồi nãy giờ kêu không chịu. Hôm nay thứ bảy sẽ rất là đông luôn, chắc chắn là sẽ rất là đông. Bây giờ buổi sáng thì chưa có nhộn nhịp lắm đâu cô chú anh chị, một xíu thôi. Bây giờ 10 giờ kém ha. Người này cô chú anh chị ở bên đây, vòng vòng ở đây là Kim thấy có những cái quán bar, nhà hàng, cà phê gì đó. Sẽ tìm một nơi để ăn sáng ha cô chú anh chị. Kim phải cần một ly cà phê, phải uống cà phê để cho tỉnh táo. Đây nè mọi người, đã có rất là nhiều người ngồi ở đây rồi. Đây. Nước ở đây lúc nào cũng có một nước mực mực, nước thấp vậy ha, cạn cạn vậy thôi mà nước rất là trong luôn. Bây giờ sáng sớm này mà đi xuống dưới nước thì sẽ lạnh dữ lắm luôn. Hôm qua buổi trưa mà đi đã lạnh rồi đó. Ok then. This one. Ok. Bây giờ đây ăn sáng luôn cô chú anh chị. Ở đây. Ngay cửa sổ có quầy cà phê. Out here then, out there. Yeah. Đã vô trong rồi hả cô chú anh chị? Vô trong rồi nè mọi người. Lúc nãy định ngồi bên ngoài nhưng mà sao trời gió lạnh lạnh quá. Chỉ muốn vô trong, buổi sáng cũng được 18 độ cô chú anh chị, nhưng mà vẫn còn hơi lạnh. Cái view rất là đẹp nha mọi người. Cái đó mà xong Kim có cà phê nè hả cô chú anh chị. Cà phê. Ba Chi có uống trà, ba Chi lúc nào cũng uống trà, cái bình trà dễ thương kia nè. Ôi cái bình này bằng cái gì mà nặng dữ lắm nha, giống như một cục sắt vậy đó, nặng lắm. Hay là sữa, hay là đường, đây người ta có những cái viên đường nè cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị cà phê sáng nha mọi người. Đây là bữa sáng của Kim hả cô chú anh chị. Đây là full English breakfast. Food English breakfast giống như là món ăn truyền, món ăn sáng truyền thống á. Và có thịt xông khói nè, xúc xích nè, trứng nè, nấm nè, cái này là đậu hả cô chú anh chị. Nhưng mà Tony không ăn nấm cho nên là cái nấm này cho Kim luôn. Đây là bánh mì nữa. Đây của Tony. Đây của chị đói bụng dữ lắm hả? Chị không kịp đợi luôn nè, chị ăn trước luôn rồi. Bây giờ hơn 10 giờ của chú chị. Ở đây đông quá, người ta làm bữa ăn hơi lâu ha. Đây xúc xích. Đây là của Tony. Cũng giống như của Kim luôn, nhưng mà Tony không ăn nấm. Thank you.
Cái đậu này nè, Kim không bao giờ thích ăn cái đậu này hết đó, đúng không chị? Ăn một ít xíu thì được ha, mấy muỗng thôi, ăn nhiều rồi đó mà ngán luôn. Ngán nhiều lắm. Nó ngọt ngọt luôn chứ chị. Cái đậu này người ta hầm á, rất là mềm luôn. Rất là mềm, ngon. Nhưng mà mình ăn những cái món này nè, xong mình ăn được cái đậu á ngán. Chị ăn ngon không? Ừ. Ăn đi. Đây là quán cà phê Kim vừa ăn sáng ha. Đây sẽ đi bộ. Đi bộ ra bến xe nữa, cô chú anh chị ra là bãi xe. Đi ra ngọc cái ngôi làng tiếp theo ha. Khung cảnh đẹp cho mọi người. Đây có một cái xe bán kem, cái xe đạp chở kem đi bán cô chú anh chị. Ở đâu có go home đâu, đi chơi nữa mà. Em chị muốn cởi áo rồi nè bà cô chú ơi. Đó. Ôi trời. Bà quay cho ba coi coi. Nè. Ở đây lúc rồi ha. Lòi rúng. Lòi rúng. Chân chân chân. Quay ngược quá chứ. Để cổng nữa. Ôi trời, có em Chi nè. Cái áo đó là Kim mua để đi học gymnastics ha. Vậy đó, mà ba lấy ba mặc luôn. Ba đòi lòi rúng, vậy lòi rúng vậy thích hả Chi? Vậy đẹp quá hả? Trời ơi, mới có 5 tuổi mới lớn lớn. Mới lớn lớn chút nữa không biết mặc cái gì ra đường luôn đó trời. Giờ mới có 5 tuổi mà thích đưa cái bụng ra ngoài vậy đó. I'm just trying to find a place to park. I mean that's the place the people go in. Cái gửi xe rồi hả cô chú anh chị? Gửi xe hơi xa đó mọi người, cái cây số luôn đó. Xe đi vô đây, giờ đi vô đây quá trời luôn. Đi vô đây là đường cùng rồi đó, vô đây là chỉ đến cái bãi gửi xe thôi. Là tới cánh đồng lúa mì luôn. Nè cô chú anh chị, một cái ngôi làng này cũng có liên quan đến nước nữa nè ha. Cái chết quá cầu rau không đi. Đây cũng có nhiều cây cầu. Ở trên này Kim thấy nước rất là cạn nha, nước rất là cạn luôn. Đây nè, nước rất là cạn mà rất là trong. Nè cô chú anh chị nhìn thấy đáy luôn nè, rồng riêu. Ôi con cá này, chị nhìn con cá, see the fish. Nè, cá bự kìa. Cá bự. Ở bên đây là có cái quán cà phê. Cà phê của cái khách sạn này nè mọi người, khách sạn đó đó. Khách sạn đây ha. Trong này khu này cho khách ngồi nè, ngồi phơi nắng.
đẹp không mọi người? Phía bên này kia là có công viên, vườn gì mà nó đó. Lên đây là có những cây cầu ở trên đây nữa nè ha. Để Kim sẽ đi từ từ vô trong đây. Rất là nhiều đoàn du lịch ở trên đây. Oh my god. I know, I see. Con cá bự quá trời luôn kìa. Con cá có cái đầu trắng. Cá nè. Khung cảnh đẹp hả cô chú anh chị? Có rất là nhiều người, có rất là nhiều đoàn du lịch. Và mình muốn chụp hình chỗ nào cũng dính người vô hết trơn. Ngôi làng này có tên là Baiburi hả cô chú anh chị? Baiburi là một ngôi làng Cotswold quyến rũ, được mô tả là ngôi làng đẹp nhất nước Anh. Theo tờ báo Fox News nói rằng Baiburi là một trong những ngôi làng đẹp nhất thế giới. Và có nhiều bài viết với những cái tựa đề như là những thị trấn quyến rũ nhất ở châu Âu mà bạn muốn ghé thăm, thì có rất là nhiều cái bài báo đề cập đến cái ngôi làng này Baiburi. Private. Ở trong đây là cái lối đi vào riêng tư của đất nhà người ta nè, không có cho vào. Cái đường đi rất là nhỏ luôn, kế bên nó con rạch. Những cái này là hàng rào bằng đá hết đó cô chú anh chị. Mọi người biết ở dưới nước này là gì không? Cải xà lách son nè cô chú anh chị. Cải xà lách son rất là nhiều luôn, nó mọc dưới đây nè. Ở đây người ta sẽ không có hái dưới đây ăn đâu ha. Nên còn quá trời, bên kia là nguyên một cái lùm bùm bồn bồn. Đi lên đây, cái lối đi lên cao này cô chú anh chị, những cái nhà này giống như là nằm ở trên chập trùng ha. Cái máy toàn là máy đá hết, cái bức tường bằng đá. Đây nhìn nguyên một cái view xuống đây này cô chú anh chị. Cái dãy nhà này không biết là bao nhiêu năm rồi, rất là xưa luôn rồi, rất là cũ cổ, lùng lùng thôi cô chú anh chị. Mọi người thấy con người mà đi phía bên hông cái nhà đó, mà cái nhà không có cao hơn bao nhiêu là biết cái nhà nó lùng cỡ nào. Ở bên ngoài nhìn nó lùng lắm. Trên nóc nhà, mỗi nóc nhà đều có cái ống khói, và ngay chỗ những cái mái nhà đó, ô cửa sổ lòi ra nè. Đây cái nhà này trên cao nè, cái nhà này trên cao cũng rất là nhỏ xinh luôn. Giống như một bức tranh vẽ hả cô chú anh chị? Đây nè. Đây nè mọi người. Phía bên trong nhà. Ở bên kế bên đây là cũng có một cái ngôi nhà nè. Giống như hình tam giác vậy đó, nhọn nhọn. Nhỏ xíu ở trên đồi. Không biết cái lối nào đi vào nữa. Đó. Cái dãy nhà đá này được gọi là Arlington Rose. Arlington Rose là một khu bảo tồn kiến trúc nổi tiếng toàn quốc và được in trên nhiều cái cuốn hộ chiếu của Anh hả cô chú anh chị. Đây là điểm đến chính cho khách du lịch đến thăm. Nhìn bên ngoài thì như những ngôi nhà đá hết, nhưng mà theo trong sách ghi là đây là những ngôi nhà gỗ hả cô chú anh chị. Những ngôi nhà gỗ Arlington Rose đẹp như những bức tranh vẽ này được xây dựng vào năm 1380. Được sử dụng như là những cửa hàng bán len. Và dãy nhà này được du khách đến đây chụp ảnh nhiều nhất hả cô chú anh chị. Được cao đẳng nghệ thuật Hoàng gia bảo tồn. Và nơi đây cũng được rất là nhiều bộ phim truyền hình đến đây để quay nhiều cái cảnh phim hả cô chú anh chị. Ngôi làng Baiburi này đặc biệt được du khách Nhật Bản đến thăm nhiều. Lý do là do Nhật Hoàng Hirohito đã ở lại ngôi làng này trong chuyến công du châu Âu của mình. Này cái cửa rất là thấp cô chú anh chị, em Chi đứng mà muốn bằng luôn rồi nè. Có cái bụi hồng leo nè cô chú anh chị.
Đây có cái nhà gì mà nhỏ xíu ra chứ nè. Nhà nhỏ xíu ra cho ta. Ngôi làng rất là dễ thương, xinh xinh, nhỏ xinh. Đây nè cô chú anh chị, em Chi đang ngồi băng ghế phía sau hè, nhìn xuống nguyên một cái dãy nhà, cạnh bên một cái con rạch nhỏ, nước chảy róc rách cô chú anh chị, nước trong khe luôn. Đi con, thấy lãng mạn không mọi người? Rất là thích, rất là mê luôn. Đẹp quá chừng. Con Chi nó cứ lăn xăng như con chim sáo vậy đó. Đây là cô chú anh chị đây nha. Đẹp không cô chú anh chị? Nếu mà đi vào những cái mùa khác có thể là vắng hơn. Vắng hơn là không có người, mình sẽ chụp hình là chụp hình quay phim mà không có dính người vô trong đây thôi cô chú anh chị. Nhưng mà đây là cái làng du lịch mà ai cũng muốn đến ở đây tham quan hết trơn, ngắm cảnh đẹp. Thì Kim nghĩ là chắc cái mùa nào cũng có khách du lịch hết. Chỉ là cái mùa hè thì hơi đông hơn ha. Ơi con. Chi chào ông bà cô chú ơi, Chi cái bụng nè. Ở lúc cái bụng mở trời. Giờ ba Chi tới đi lấy xe rồi cô chú anh chị. Hai mẹ con Chi ngồi đây đợi ba Chi lấy xe lên rồi sẽ đi đến nơi khác. Nè để đưa để mày kéo này lên. Cái bụng. Cái bụng nhỏ mà mở không vậy trời. Đây là xung quanh ở chỗ Kim ngồi hết mọi người. Dãy nhà phía sau lưng Kim ha. Sorry. Wait a second. Rồi nhìn lại. Cái dãy nhà phía sau Kim nè. Lúc nãy Kim nó đi bộ bên trong đó. Đây mọi người, xung quanh cái chỗ ngồi. Yeah. Cái dòng sông hả cô chú anh chị? Chị nó chơi với cái bụng nó kìa. Bụng bự hãnh diện lắm hay sao vậy trời? Hello. Close. Rồi, xong. 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 Roof. Thatched roof. Nhưng mà cô chú ơi, giờ đến đây là mưa luôn.
What are you doing? Cái ngôi làng yên tĩnh ha. Yên tĩnh, ít người. Mà trời mưa nữa, cái nhìn ảm đạm dễ sợ luôn không cô chú anh chị. Trời mưa này lạnh rồi, tiêu rồi. Bây giờ cả nhà Kim sẽ tiếp tục đi khám phá ngôi làng này cô chú anh chị. Hôm nay what a village name again. Shipping Camden. Yeah, cái ngôi làng tên là Shipping Camden ha cô chú anh chị. Hôm nay I'm asking because we are no, so you can say in the video. Không may mắn là bây giờ trời mưa cô chú anh chị, nhưng mà tạnh mưa rồi cũng đỡ đi. Trời hơi lạnh lạnh ha. Ngôi làng này, đây cái nhà này nè, Kim thấy cái nhà này để xây dựng vào năm 1847 nè cô chú anh chị. Gần 200 năm. Cái ngôi làng này thấy có vẻ là lớn hơn những cái ngôi làng Kim đã đi. Tại vì có nhiều đường phố, có nhiều những cái ngôi nhà, những dãy nhà. Xe cộ cũng rất là đông nhưng mà ít người đi ngoài đường hết cô chú anh chị. Đây cũng là một trong những ngôi làng du lịch mọi người. Don't be so confident. You don't need to say they know it. Đây là những cái cửa nè mọi người. Cái cửa rất là đặc trưng của nhà ở Anh ha. Cửa bằng gỗ hết. Tất cả cửa bằng gỗ. Đây là những cái bệ cửa sổ cũng lồi ra ngoài một chút nè. Sẽ có được cái không gian ta để bàn, để đèn, để đèn cầy gì đó, để hình ảnh gì đó, để bình hoa trang trí. Đây có một chiếc web bar. Chiếc web bar sơ ý hay là Italy. Welcome to Ho Chi Minh. Hai vợ chồng có cái sở thích khác nhau không mọi người? Nhưng mà Tony rất là chiều Kim và dẫn Kim đi đến chỗ đây nè. Đây là một cái cửa của một ngôi nhà nè. Mọi người có nghĩ là cái cửa của một ngôi nhà như thế này không? Cái này là căn nhà xưa, cái cửa giống như là cái cửa của một tòa lâu đài hay cô chú anh chị. Nhưng mà rất là lùn, rất là thấp, không có cao lắm. Phía bên kia có một cái căn nhà kìa, giống như một cái biệt thự vậy đó. Hùng vĩ không? Đó là cũng cái nhà giàu lắm đó mọi người. Ở bên đây nhà cửa Kim thấy người ta trồng những cái cây dây leo đó, bò lên khắp cái nhà luôn nè. Nhìn giống như trong những cái bộ phim mà bộ phim gì, những cái bộ phim Anh á, hoặc là những cái bộ phim gì, bộ phim gì mà đáng sợ. Đây nè, đây là cái bụi rosemary hương thảo ha, để nấu thịt bò, thịt cừu gì đó nấu ăn á, thơm lắm. Đây nè cô chú anh chị thấy không, cái dây nè, cái dây leo nó rất là bự luôn, nó rất là mập. Cái này người ta trồng chắc rất là nhiều năm mà chỉ có một cái dây thôi, một cái dây ngay chỗ này ha. Xong rồi nó bò qua hết bên đây luôn, bò qua muốn đằng kia luôn. Nếu mà trồng càng lâu là nó bò càng ra ngoài kia nữa cô chú anh chị. Có hoa màu tím rất là đẹp. Đây là cũng cổng của một ngôi nhà nữa nè, mà giống như cái cổng của những cái biệt thự cái gì đó. Cổng đẹp chưa? Đây cũng là một cái cửa hàng. Cái này cửa hàng làm gì nè? Private. Đây cửa hàng bán giỏ, bán túi sách, mắt kính, cũng là bán đồ. Rồi, trang trí. Đi quay here a minute, đi. Nhìn cái nhà bên kia đường này chú anh chị. Cái kiến trúc có đẹp không mọi người? Nè. Cái kiến trúc này giống như cái kiến trúc của nhà ở thành phố Chester ha. Thành phố Chester là nguyên cái thành phố có kiến trúc giống như vậy đó. Mọi người thấy là ở trên nhà, cái mái nhà này nè, nó cũ, nó xưa là cái mái đá đó. Cái mái đá nó đã bị rong rêu, nó đóng ha. Và cái mái đá nó cũng không đồng đều nhau, nó giống như lồi lõm, có miếng to miếng nhỏ. Còn cái nhà kế bên nè, có thể là người ta đã thay đổi cái mái đá rồi, nó mới thì nó ngăn nắp, nó ngay ngắn hơn ha. Và
nó bằng phẳng hơn, cái miếng đá nó cũng bằng phẳng, nó mịn hơn, người ta làm nó kỹ càng hơn, gia công nó đẹp hơn nữa nè cô chú anh chị. Phía bên đây cái căn nhà này, căn nhà này gọi là cái market, là để người ta trao đổi bán hàng vào những cái dịp đặc biệt hả cô chú anh chị. Ở bên đây Kim đang thấy người ta đang bán lông thú ở bên trong nè, người ta bày bán lông thú. Kim sẽ đi vào bên trong ha, vào qua đây. Cái nhà này giống như cái nhà vòm, cái chợ ngày xưa hả cô chú anh chị, giống như cái nhà lồng chợ ở Việt Nam mình vậy đó, giống như cái nhà lồng chợ. You can park there in there. Đây cái nhà lồng chợ, người ta sẽ bày bán hàng ở trong đây. Đến bây giờ vẫn còn duy trì nè, nhưng mà không có nhiều như ngày xưa. Bây giờ người ta bán, Kim thấy đây vẫn đang có bán lông thú, Kim sẽ vô đây xem ha. Em Chi hồi nãy giờ nằm ở trong xe ngủ, Chi lạnh. Chi nằm cứ tưởng là em bé không nè. Cái mặt này, nhìn trong đây nằm ngọn lõn như em bé, mà nhìn ra đây là cái chân dài thòn nè, bự chản luôn rồi nè. Chị nó biết đang nói đó nè, đâu có thẳng chân ra được đâu, phải co chân lại nè, chân dài quá rồi ha em bé. Em bé bự ơi, em bé bự của mẹ ơi. Giant enormous baby. Em bé khổng lồ. Ba chị đang đọc, ba chị đang xem nhà, ba chị đang xem giá nhà. Thank you. I'm laughing at you. Ở đây Kim thấy nè, người ta để nè mọi người. Cái chợ này đã xây dựng vào năm 1627 để bán những cái sản phẩm ở trong cái ngôi làng này. Và một cái gia đình đã mua nó lại cho cái vào năm 1942 ha. Và đã sửa chữa cái nóc lại rồi, cái trên cái nóc nhà đã sửa lại rồi hả cô chú anh chị. Anh chị xem ở trên nóc nhà nè, là ở phía trên đó là Kim thấy có cái tầng gỗ hả mọi người, cái vòm gỗ vòng tròn. Nhưng mà ở phía dưới, phía đây vẫn là còn những cái cục đá ha, người ta lập bằng ngói đá đó. Kim vẫn còn thấy đá nè, mình đứng dưới đây mình cũng có thể nhìn đá lởm chởm, những cái gỗ nó chặn lại đá. Có chỗ này nè, những cái thanh gỗ này nó cong luôn rồi nè mọi người. Nó là cái nhà vòm như vậy đó, có hai gian ha, gian bên này gian bên kia, có hai vòm để bán đồ. Kim sẽ đi vòng qua bên đây xem người ta bán cái gì nè. Người ta vẫn bài bàn ghế ra ha, giống như ta vẫn duy trì buôn bán á, nhưng mà bây giờ không có nhiều như ngày xưa. Ở dưới cái nền này nè, cái nền là vẫn bằng đá lởm chởm, cũng có viên to viên nhỏ ha, không có đồng đều nhau, người ta lót đá cho nên nó vẫn bền theo thời gian. Ở đây người ta bán da, cái da này Kim nghĩ là da bò quá, da bò hay da ngựa ta. Đây người ta để đây bày ra bán nè cô chú anh chị, da bò hay da ngựa gì đó, hay da dê gì Kim không biết nữa, mà Kim thấy giống da bò, tại vì con dê thì nó không có to như vậy, Kim nghĩ chắc là con bò đó, con bò nó mới to như vậy, to lắm nhưng có mảng da. Đây nè, bò, da bò, cái miếng là da bò, người ta đã làm rồi, rất là sạch sẽ luôn, rất là mướt và đẹp ha. Phía bên này giống như là có cái da của con này con gì ta. Sẽ tiếp tục đi xuống đây ha cô chú anh chị. Đây có một cái tượng đài ghi ơn những người đã anh hùng liệt sĩ ha cô chú anh chị. Đây là cái nhà này xây dựng vào năm 1897 nè, để ta xây dựng vào năm 1897. Phía trên có một cái đồng hồ, phía trên đỉnh nó là có giống như cái đó là chỉ vào hướng bắc hướng nam á mọi người. Hướng bắc hướng nam, hướng đông tây nam bắc đó. Ba chị sẽ không có hứng thú
Ba chị em có hứng thú gì lịch sử không ấy? Không hứng thú gì những ngôi nhà này đâu, tại vì chiều Kim thích, biết là Kim thích như vậy cho nên dẫn Kim đi đến đây thăm thôi chứ. Phía bên đó là những cái dãy nhà ha, giờ Kim sẽ đi qua đó. Peekaboo. Đó, nó lớn rồi, gần 6 tuổi rồi đó, mà làm như người ta em bé vậy đó. Vậy mà kêu đẻ em bé nó không cho, không cho đẻ nữa. Có nhiều cô chú anh chị kêu Kim là sanh em cho chi hết, nhưng mà không không có sinh nữa rồi, cô chú anh chị nghỉ luôn rồi đó, không sinh nữa đó. Đây có một cái con nhà, cái căn nhà giữa lòng đường luôn, hai bên cái dãy đường. Cái nhà này Kim nghĩ là do cái nhà cổ á, bây giờ người ta không có muốn bỏ ha, người ta vẫn để đó, giữ lại lịch sử. Thêm một cái shop bán đồ nữa nè. Here, we walk around, we come back, okay? Hả? Đây là cái nhà. Cái nhà có cái cổng đi vào phía trong nè, phía trong nhà, phía trong đó kìa. Bên trong đó có cái hộ, hai ba hộ dân vậy trong đó đó. Ở giữa lòng đường, vậy giữa lòng hai cái đường, phía bên kia cái đường, đây cái đường, có những cái dãy nhà này nè. Nhà này Kim thấy có một cửa, hai cửa, ba cửa, đây là ba hộ luôn nè mọi người. Đây có những cái xe công nông lớn, cái ghê chưa, những cái xe tải xe, tại vì ở khu đây là người ta làm trang trại, nông trại nhiều đó mọi người. Đây cái căn nhà này nè, giữa lòng đường luôn nè. Đây, cái xe caravan đó, gọi là caravan, cái xe đó là kiểu cũ ngày xưa đó, là người ta đi du lịch ở trên đó, có chỗ ở ngủ trên đó luôn. Nó chở theo mấy chiếc xe đạp để chạy, lái xe đạp vòng vòng những cái cánh đồng nè. Rất là lãng mạn, giống như trong những cái cảnh phim đó, cô chú anh chị. Trong những cảnh phim, những cô gái lái xe chạy với cánh đồng đó. Đây ngay cái bậu cửa sổ, người ta trưng bình hoa nè, cô chú anh chị. Cái bậu cửa sổ lòi lõm ra ngoài, nhưng mà sử dụng được nhiều thứ á, chân hoa, chân đàn cày, chân hình, tranh ảnh gì đó. Đây những cái bức tường này nè mọi người, đá mà theo thời gian á nó ăn mòn nè. Hello chị đâu rồi, chị mở mặt lên coi thấy gì nè, chị đâu? Hello. Kim để mắt kính lên xe rồi, không có đem mắt kính theo. Xong rồi bây giờ ra đây nắng, lúc nãy trời mưa, giờ ra đây nắng rồi, nắng con mắt chói quá. Đây là cái nhà thờ Edichurch này. Nhà thờ này của chú anh chị. Cái nhà thờ thường á, người ta ít có mở cửa cho mình đi vô tham quan lắm. Có những cái thánh đường mà người ta mở cửa tham quan thì mới được vào ha. Còn những cái nhà thờ là người ta không có mở cửa cho tham quan, chỉ mở cho đi người dân đi lễ thôi, vào những ngày thứ bảy chủ nhật á. Trước đó là cũng là cái dãy nhà thôi, lúc nãy cái lái xe vô rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại. Kệ em Chi kìa. Hồi nãy trời mưa Kim sợ Chi lạnh thôi, Kim có đem theo cái quần dài cho Chi nữa, trọng quần vô. Rồi bây giờ Chi nóng hay gì? Ủa mà mặc áo kiểu gì vậy, phải đưa cái rúng ra vậy đó hả trời? Trời ơi, một cái bụng bự kìa. Ừ. Chị không biết con mốt nó lớn rồi nữa làm sao, trời không biết nó siêu bậy không. Chắc là nó không có thì mị nết na rồi đó. Nó sẽ là cá tính mạnh, Chi sẽ có cá tính rất là mạnh mẽ. Wait a second. Đừng có nổi loạn là được, cá tính mạnh mẽ nhưng mà đừng nổi loạn là được. Có con cũng rất là lo hả mọi người. Từng cái thời điểm là sẽ lo từng cái điều, những cái điều khác nhau. Ok, ba Chi muốn ngồi ở đây hả cô chú anh chị? Đây cái quán ở giữa lòng đường, mình sẽ ra đây ngồi. You sure? Em Chi này cô chú anh chị ơi, đi vô quá chán nản rồi. Rồi đây xem điện thoại. Đây là cái quán giữa lòng đường hả mọi người.
giữa lòng đường, khung cảnh xung quanh này cô chú anh chị. Có phía bên trong nữa, phía bên trong nhà là bên trong đó. Đây là cái nhà hàng Ý mọi người. Đây, chúng ngồi sát ngoài đường luôn nè. Nước uống của Kim nè. Thế là để có vitamin D nè. Vitamin D. You have to get up early in the morning now. Giống như trà có vị rừng hả cô chú anh chị, ginger có vị rừng. Cái này là bánh mì nướng bơ tỏi. Nhưng mà biết gì không, ăn ngán dữ lắm luôn. Có bơ mà có phô mai nữa mà nó lạc lạc á, ngán lắm. Tới nơi rồi cô chú anh chị, đây là cái chỗ kia mở ha. Mẹ hôm nay đã đi nhiều chỗ rồi, vui rồi. Bây giờ hứa với Chi Chi này sẽ đi công viên của chị. Đợi mẹ Chi à, Chi đi đâu mà tân một mình vậy? Đây là ngoài công viên, có cái khu trò chơi cho trẻ em này cô chú anh chị. Cái công viên này đi vô mất trong kia luôn, cũng rộng lắm. Ở bên đây có cái vườn hoa nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Circle. Nhanh lên nữa hả? Đây có khu vườn hoa nhỏ xinh nữa hả mọi người. Chúng ta có trồng cây nhân thọ kìa. Hoa cúc ở trong chính giữa. Qua đây là người ta gieo hạt những cái hoa này. Đẹp hết chứ hả? Một có một cái khóm hồng của chú anh chị, hoa hồng màu cam. Đợi mẹ. Hôm nay có hai luống hoa hướng dương là đẹp nhất. Đây nè. Đây là cái loại hoa hướng dương lùng ha. Rất là nhiều hoa. Một cái cây là có một cái hoa lớn, xong rồi có 4-5 nhánh hoa nhỏ nữa nè. 4-5 nhánh hoa nhỏ nó mọc ra nè mọi người. Đẹp lắm luôn. Bây giờ tới nhà là cô chú chị ơi, nhà Kim cắt thanh long cho chị ăn nè. Rồi đi ngồi đây. Thôi đi ngồi đi. Thôi đó, bảy cháu cần lấy tay cắt thôi con. Không, nó ngồi kìa, ghế thôi. Ăn sáng. Cà phê nhiều lắm. Nó cần nó thiền hệ là thiền hình viện hả? Nằm ai đó. Ngon không? Ngọt không? Đậu, chứ đậu đúng không? Cho mặt của chú ba bóng tay của chị coi. Kim ăn thử trái thanh long 150.000 ở Anh là như thế nào hả mọi người? 150.000 một trái thanh long hả cô chú anh chị? Ngọt. Ngọt cô chú anh chị. Mẹ, if you eat the top, it's more sweeter. Ngon á. Sữa. Sữa với đường cái gì mà có một ly trà thôi mà uống đường nhiều dữ thần như trời. 2, 4, 5, 6 ấy. Nhà hàng Thái Lan tối qua Kim ăn ở đó thôi chú anh chị. Hôm nay sẽ ăn dưới đây. Chú biết là chi? Ở trong đây là hôm nay Kim sẽ đi ăn nhà hàng Nhật. Tony mới ở một tuần ở Nhật rồi, ăn đồ ăn Nhật rất là nhiều rồi. Hôm nay ảnh muốn dẫn Kim đi ăn nhà hàng Nhật ở dưới đây. Mặc dù ảnh rất là ngán món Nhật rồi. Lắm ba mẹ. Mọi người, nhà hàng Ý có pizza. Nhà hàng Ý thường thường là có pizza, có spaghetti gì đó, pasta gì đó. Rất là đông luôn. Nail, ở đây có một shop nail nè. Shop nail này không biết có phải của người Việt không? Thấy người châu Á không phải người Việt không hả mọi người? Thường Việt Nam là làm nail đi chỗ nào cũng mở tiệm nail. Ở bên đây có một shop nail nữa. Đây cũng là người châu Á luôn, không biết phải Việt Nam ha. Đây, Japanese like restaurant sushi, but sushi. Nhà hàng Nhật có vẻ vắng vẻ hơn. Có ăn nó ra tới nè cô chú anh chị. Cái này Kim có gỏi rong biển ha. Xà lách rong biển. Ở trên đây có thêm một cái. Cái này là cái gì? Ngại tay vậy hoa ngại tay nha cô chú anh chị. Còn cái này là thịt gà nướng, nướng lụi. Đúng. Cái này là mực chiên giòn ha.
Đây cũng có nhị hoa nghệ tây nữa nè. Đây là mì xào. Mì xào thịt gà hả cô chú anh chị? Chị thích không? Ngon không? Rồi chị ăn mực đúng không? Chị ăn mực đi. Ngon không chị? Chị có cái này là sushi tôm. À là sushi cá hồi với lại lươn nướng nha mọi người. Đừng có bắt ở đây Kim thấy món ăn nào người ta cũng để nhị hoa nghệ tây cô chú anh chị. Cái mực này rất là giòn luôn, rất là ngon hơn cái quán Thái hôm qua rất là nhiều lắm. Phải không? Đây uncooked. Salad trong biển nè cô chú anh chị. Ăn nó có vị chua ngọt, giống y như cái vị của người Việt Nam mình luôn. Có cái chấm nước tương chấm với lại wasabi nha mọi người. Mù tạt. Sushi cá hồi nha. Miếng đường chua. Okay, xin. Xong baby. Cái này là thịt gà nướng lụi cô chú anh chị, thịt gà nướng lụi mà có cái sauce teriyaki yaki gì đó, có mè lên trên nó rất là thơm luôn. Rất là mềm, gà mềm không phải cái kiểu mà gà ta không phải là kiểu gà công nghiệp mà gà kiểu như gà ta mà gà ta mềm á. Ngon. Ngon lắm chị. So good. Được không? So good rồi. Miếng lươn một chế này chị. Lươn này người ta nướng rồi. Chấm một miếng nước tương thôi. Oh, maybe you can do bring the plate up a bit closer. Okay, don't worry, you'll have it. Salad đông biển này rất là ngon. Oh, wonderful. Mm-hmm. Good day.